Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt. Sáng nay ngày 8 tháng 8 năm 2024, chúng ta cập nhật tình hình khất thực của thầy Thích Minh Tuệ. Nhưng sáng hôm nay chúng ta sẽ thấy không thấy được một cái tin tức gì mới, tức là tất cả những cái tin tức về thầy đều kín bưng, chúng ta không biết được. Thôi, nếu thế thì chúng ta tạm thời đi vào, quay lên Gia Lai nhìn cái cốc của thầy và xem Phật tử họ tới những cái cốc của thầy như thế nào. Đây là những khung cảnh của cốc của thầy. Tất cả những cái đồ nước, nôi, bánh trái, đèn cầy á, người ta đem tới đây người ta cúng dường rất nhiều. Và một số Phật tử họ biết rằng là nếu có về Nha Trang cũng không gặp được thầy. Do vậy họ có lòng tin nên họ tìm đến cốc của thầy. Mà vì sao thầy để cho mọi người đến tin tưởng đến mức độ như thế này, và cái niềm tin của mỗi người luôn luôn họ đặt vào thầy, họ mong ước rằng là đến nơi cái cốc của thầy thôi thì sẽ được một phước lành, một cái năng lượng từ nơi thầy. Lâu nay thì Phật tử họ có đem thức ăn xuống cho cá, họ biết rằng ở dưới cái hồ thầy nuôi cá rất nhiều nên họ đem thức ăn tới. Mà khi đã bỏ thức ăn như thế này thì cá họ quen hơi, họ tới tập trung lại một cái điểm để họ ăn. Cá ăn rất là nhiều, rất là yên bình, rất thanh tịnh. Đàn cá cũng tung tăng ở dưới nước và Phật tử họ ngồi quỳ đảnh lễ ngay cốc thầy Thích Minh Tuệ. Họ biết rằng không có thầy đây nhưng mà họ vẫn luôn luôn họ mong ước rằng là cái năng lượng của thầy đang còn vương vấn ở nơi cái cốc của thầy. Trong một thời gian gọi là tu tập của thầy ở cốc này là 6 tháng nên họ mong ước rằng là được tới đây, được chiêm nghiệm cái cốc của thầy, được nhìn ngắm những cái nơi mà thầy tu tập. Thì vì sao thầy có một sức hút mạnh như vậy? Thì chúng ta nghe lại những cái lời thầy nói rất đơn giản, rất đơn sơ, mọi người nghe đều hiểu. Thì đến bây giờ chúng ta cũng không cần biết rằng là thầy đang ở đâu và tình hình thầy khất thực như thế nào, nhưng một số nguồn tin ở Nha Trang cho biết rằng là thầy rất mạnh khỏe và hàng ngày thầy vẫn đi khất thực. Thế là tốt rồi, chỉ cần như thế thôi, chúng ta chỉ cần như vậy thôi và cầu nguyện cho thầy được bình an và luôn luôn mạnh khỏe để đi khất thực và đi gieo duyên với mọi người. Hy vọng có một ngày chúng ta sẽ được gặp thầy, trực tiếp được gặp thầy và được nghe thầy nói chuyện. Đây là khung cảnh của cốc của thầy. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi và nhớ cho mình xin một like và một đăng ký. Bây giờ chúng ta nghe lại những cái lời trước kia thầy đã nói gì và chúng ta chiêm nghiệm lại xem thử chúng ta đã làm được những gì. Nghe theo thương thầy, quý thầy thì chúng ta nghe theo lời thầy. Chúng ta đã làm được những gì? Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nghe. Bây giờ chúng ta nghe lại những cái lời cũ. Con là phát nguyện thành Phật tạo y nên là con không dùng đồ nhà chùa. Chùa cho con không lấy, người người gia chủ cho con cũng không nhận. Tại vì con là không có Phật tử, không có đệ tử gì cả. Không cần nhờ ai khác, từ con học tập, từ con bước đi, từ con nhặt, từ may. May đẹp thì mình mặc, may xấu thì mặc. Ngày xưa thì con may đẹp đấy, nhưng mà giờ con không may đẹp nữa, lỡ trên đường ai xin đi áo cái con may lâu quá thôi con không tầm giả với con mặc để gặp ai cần đây, nếu mà bố nó xin cho luôn cho làm cái khác quấn cái khác đi cho con cũng không nối tiếp nữa, tại vì mình làm một cái đẹp thì mất thời gian rất là lâu nên là mình nhìn cho chắc chắn đây, néo néo lại cho chắc chắn này để đó bẩn chịu gớm ai, nhưng mà đồ mình là đồ gì nhớ, đồ nhớ bẩn này đồ mình quăng bỏ hết rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Cái thuốc, con không có thuốc gì cả. Con chỉ có một cái thuốc. Đó là mọi người nói với mọi người làm điều thiện, đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói láo, đừng có uống rượu uống bia nữa. Làm như thế đó là thuốc. Giờ con không có cái thuốc thì cho mọi người chơi nước như thế này là thấy mọi người đi theo ấy, rồi khát nước rồi cho mọi người giải khát, cho được chứ không có thuốc gì hết. Để mọi người làm điều thiện được thì mọi người hưởng phước phần, mọi người làm điều ác thì mọi người hưởng nghiệp thế thôi, chứ không có thuốc gì ở đây cả. Thì là thấy chết bệnh, mọi người thấy bệnh là khổ,
ở đời mà thấy làm ăn mà thất bại hay kiếm hay là cái gì đó đều khổ. Chẳng hạn như yêu đương ai đó mà vì người ta bỏ mình hay cái gì khổ, đúng không? Vâng. Có sự thực tế đó, ở đời mình thấy hiện ra như thế là biết được có sự khổ chứ không phải là không có. Tại vì mình nói là mình đấy, ở nhà mọi người có người thành đạt hạnh phúc, nhưng mà rồi đến khi nó cũng không chống được già chết, cũng rồi già rồi cũng chết. Còn cả dưới mà địa ngục thì mình bắt thường mình không nhìn thấy được, ngạ quỷ mình cũng không nhìn thấy được, mình chỉ có nhìn thấy được hai cảnh dưới đó là con người với lại cây cỏ súc sanh thế thôi. Đó thì mình nhìn thấy được hai cảnh dưới đó, còn bốn cảnh dưới mình không thấy, còn cảnh dưới niết bàn nữa mình cũng không thấy luôn. Cái duyên như thế thì mình cũng vui vẻ. Dạ. Vậy là cứ mỗi khi á mà như khu vực ở ngoài đây á, sư đi khất thực vậy á, rồi người dân có làm khó hay là sao với sư không? À không, họ bố thí cái bánh cũng no rồi, hay dạ. Là những cái thứ mì gói hay là nước hay là cơm có khi cũng có, dạ. Có bữa có cơm, có bữa không có. Bây giờ là cái đường đi của sư đó là từ ở đây, sư đi ra tới Lạng Sơn ngoài luôn. Dạ. Sư không có dùng tiền, dạ. Sư chỉ dùng đồ ăn thôi. Không như vậy à? À dạ, con là nhỏ bé một người. Con không phải là sư, không phải là thầy gì cả. Con là một người bình thường, người công dân Việt Nam đi học theo lời dạy Đức Thế Tôn thôi. Với lại con cũng cầu mong rằng, con mong cho, kêu như anh là con cũng mong cho anh sau này thành Phật. Rồi để được con kêu là con, để con đi theo con học. Tại vì sống ở trong này, bây giờ con tu hành. Có thể rằng là anh chưa tu hành, nhưng mà mai mốt anh lại tu hành thành Phật sớm hơn cũng nên. Nên là cái đó chuyện kêu đấy là nó không có ảnh hưởng gì cả. Nó không có việc gì, nhưng mà cái đấy là cũng một lời mong muốn anh có thể là đạt được cái sự xứng đáng để không được thành Phật hay là thành một vị sư, vị thầy giỏi hơn con, để xứng đáng con được đi theo để con học. Ai mà cũng được như thế thì rất là tốt. Và nhiều khi mà đi khách sạn mà không có, họ không cho thì thôi chả cần ăn nữa, không ăn luôn. Họ nếu mà họ không khách được á, có thì mình cũng chả ấy nữa, chả thèm nữa. Ngày đó tập học đến khi mà mình thấy cái ăn uống không làm khổ cho mình nữa, yeah. Nó không chi phối mình nữa, cho gói mì không mình cũng ngon rồi, yeah. Họ cho trái chuối hay cái quả gì đó mình cũng ngon rồi, chứ không phải là mình lúc nào mình cũng có đòi cái đồ chay giống như ở quán ấy. Hay là mình tới họ cho cái cơm nguội hay là cái đồ của họ mà họ dùng dư rồi họ cho mình cũng ngon rồi. Ở đời là có 6 cái tham. Có người thì tham sắc, có người thì tham hương mũi ngửi, có người thì tham vị, có người thì tham nghe, có người thì tham xúc chạm, có người thì tham pháp ấy, ý pháp ấy. Thì 6 cái tham đó nó làm cho mình biết, nhưng mà ai bị dính cái nào thì nó theo cái đấy. Tham vị thì cứ thích ăn chạy theo ăn, đúng không? 6 cái tham đó nó qua quấn mình lại thì đi khất thực nó giảm ấy, nó làm cho mình dần dần đi khất thực khỏi cho cái gì cũng thấy tốt đẹp hạnh phúc cả, thì nó lắng dần cái tham của mình. Chứ còn không mình ở nhà mình nấu mình ăn thì nó vẫn tham ấy, vẫn chạy theo mình, vẫn chế biến rồi vẫn ăn ngon, vẫn vị mà vẫn bị. Ôi sao năm trôi qua, sao năm quá tu đầu đà, sao năm xa nhà một thân mình sống xa mẹ cha, sao năm chỉ đi một mình nhặt. 6 năm tu hành đầu đà, 6 năm đi bộ xa nhà người thân, 6 năm ngày một bữa cơm chay, 6 năm ngồi ngủ không chăn đắp người, 6 năm không khóc chỉ cười, 6 năm y áo chẳng nhờ một ai, 6 năm chỉ biết ăn chay, 6 năm nếm đủ đắng cay cuộc đời, 6 năm khổ hạnh của người, mang bao tai tiếng nhiều lời thị phi. Thế nhưng thầy vẫn cứ đi, không quan tâm đến sân si người đời. Lúc nào thầy cũng cứ cười, cho dù thiên hạ buông lời dèm pha, cầu mong Đức Phật Thích Ca để thầy tìm được ngôi nhà Tây Phương. Chúng con lầm lỗi đủ đường, xin ngài ban phước và thương dân ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.